Xin chào các bạn, mình là Quang đến từ nhóm tinh thể học HCRT. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nuôi tinh thể Nachi Techa Borax. Nguyên liệu để nuôi tinh thể Nachi Techa Borax gồm có hóa chất, cốc, pha dung dịch, muỗng để múc hóa chất, đổ khuấy, dây kim tuyến để tạo hình khi nuôi tinh thể, que gỗ để treo dây kim tuyến lên, cân điện tử để có thể cân hóa chất và nước sôi để pha dung dịch. Tiếp đến chúng ta sẽ cân hóa chất để có thể pha dung dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ pha 300ml dung dịch thì sẽ cần tới 120g Nachi Techa Borax. Cân từ từ Nachi Techa Borax. Như vậy chúng ta đã có được 120g Nachi Techa Borax. Như vậy là mình đã pha được 120g hóa chất. Tiếp theo đó mình sẽ pha nước vào trong cốc để thu được dung dịch bão hòa. Thì các bạn đi biết là 100ml nước sẽ bằng 100g nước. Như vậy mình sẽ cân tiếp 300g để thu được dung dịch bão hòa. Pha nước nóng vào. Như vậy mình đã có được 300ml nước và sau đó mình đã thu được dung dịch Nachi Techa Borax bão hòa. Tiếp theo đó mình sẽ khuấy để hòa tan hết phần chất tan trong dung dịch. Các bạn lưu ý là nước ở đây ở nhiệt độ là 80 độ C nhé. Ngoài ra các bạn còn có thể tạo nhiều hình thù khác như hình ngôi sao chẳng hạn. Sau đó mình sẽ quấn lên cái thanh gỗ này để giữ cho như thế này. Và để cho miếng này ngập trong dung dịch. Các bạn nhớ là đừng để nó chạm đáy hoặc là để ngập hết cái phần hình thù mình muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi. 2 hours later. Và sau 2 tiếng chờ đợi thì mình đã thu được thành phẩm. Ta-da! Và bây giờ các bạn có thể thấy đây là cục khăn giấy thì mình sẽ dùng nó để thu hoạch cái tinh thể. Ta-da! Và đây là hai mẫu mình hoàn thành được. Thì các bạn thấy là nuôi này rất nhanh, chỉ sau 2 tiếng thôi. Và các bạn có thể tạo được nhiều hình thù khác nhau bằng cách là mình có thể uốn cái sợi dây kim tuyến của mình thành những cái hình khác nhau. Và cái nguyên nhân tại sao mà nó có thể hình thành nên cái sợi dây kim tuyến này là vì cái tinh thể đã lấy cái dây kim tuyến làm trung tâm để kết tinh lên. Nên là mình sẽ được cái hình thù giống như là cái hình nó sẽ bám lên theo cái hình thù mà các bạn đã xếp. Và mình sẽ thu được cái tinh thể như vậy. Rất nhanh phải không nào? Nếu mà các bạn thấy clip này bổ ích thì hãy cho chúng mình một like, một share.
và subscribe kênh để có thể nhận thêm được nhiều clip hay và bổ ích từ nhóm chúng mình. Một lần nữa, mình là Quang đến từ HCRT. Xin chào và hẹn gặp lại.